Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ hiện nay thì cũng cuối tuần rồi thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép xin chào chị nhé. Dạ chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết là chị họ tên là gì? Em tên Lê Thị Úc. Chị Lê Thị Úc à? Chị Úc nhiêu tuổi rồi? 1978. Sinh năm 78 tuổi Ngọ. Rồi chị Úc cho em biết là chị nguyên quán ở đâu? Ở tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng à? Huyện Trần Đề. Đó. Hôm nay chị về đây nhờ anh em ở chị Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai vậy chị? Tìm con trai là Lê Văn Phú Hải. Lê Văn? Dạ. Phú Lê Hải. Văn Phú Hải. Phú Hải ha? Dạ. Chị cho em biết này, con trai chị Lê Văn Phú Hải là sinh năm mấy? 2004. 2004, 19 tuổi ha? 19 tuổi. Dạ. Rồi chị cho em biết này, con chị ấy, trước khi thời điểm bỏ nhà đi hoặc mất tích là con chị sinh sống và làm việc ở đâu? Đang làm ở Bình Hòa 05, làm hồ. Là đâu? Bình Hòa 05 là Bình Hòa 05, Thuận An Bình Dương. À, Thuận An Bình Dương. Dạ. Là con chị sống một mình hay sống với ai ở đó? Nó cũng sống chung với chị, mà như bữa đó chị về quê. Rồi như là nó điện về, nói mẹ ơi, con chắc con nghỉ làm hồ, con đi giao treo mà theo xe lơ cho mà giao nước suối và nước mắm. Rồi nói vợ như mình thấy là con cực khổ, nó muốn đi làm gì, làm việc nhẹ thì kệ nó làm, nó quyết định. Thì nói thôi con đi. Rồi là tới cái ngày 26 là 8 giờ mấy nó ra khỏi nhà. Là 5 giờ chiều mình phát hiện là nó bị bắt cóc tống tiền vậy đó. Trời ơi, bắt cóc tống tiền. Hôm 26 tháng mấy chị? 26 tháng 12 mình đây nè. Mới đây hả? Mới đây. Mới vậy là cách đây cũng còn trên dưới một tuần hả? 10 ngày rồi, bữa nay 10 ngày. Dạ, trên một tuần. Con chị trước đi có ngoan không chị? Nó ngoan lắm, nó như chúng bạn bè ở xóm là không ai ghét hết trơn á. Nghe nói vậy là người ta ai cũng đều là mà ngãn lòng luôn á. Ai cũng nói tôi thương tôi nghiệp gì đó. Chị cho em biết này, con chị làm hồ. Con hồ. Sống với chị. Dạ. Ở tại Bình Dương. Dạ. Lâu chưa? Nó làm hồi nó 12 tuổi là nó đi phụ cắt giải và cắt mà cắt phụ cắt giải, cắt chỉ ship hàng chính đâu đó. À. Là ở Tân Kỳ Tân Quý. Dạ. Rồi cái hồi năm rồi là nó kiểu như nó cũng có vợ mà cũng chưa cưới là bồ, có con dạ, nó có con, mà nó cũng hai chồng nó ở chung với chị luôn. À. Rồi vợ nó mới về quê là về quê chơi, thì nó cũng về quê chơi là bên vợ nó. Rồi bữa đó là mới em cũng nói là thôi để không có việc làm rồi mẹ đi về, thì nó mình đi về một tuần rồi cái khoảng tuần sau nó cũng về chơi một tuần nữa là nó mới lên. Nó lên là nó nói mẹ chắc con đi qua bên đó mà làm. À, hỏi mà làm ở đâu, nó nói nó làm ở bến xe miền Tây á. Yeah. Mà không ngờ nó lên xe rồi người ta chở nó đi đâu mà mình cũng không biết, đó là mình chưa biết. Rồi hồi đó mình cũng chưa biết đâu, tới người nhà báo lên đó là tại vì nó với vợ nó xài một nít, thành ra con vợ nó biết là nhắn tin với người đó đó. Là nói thằng con vợ mới nói chị bắt chồng tôi đi đâu, trả chồng tôi lại. Cái nó mới nói là chồng mà đi làm rồi không có sao đâu. Đó là rồi từ đó tới sau nó là cúp liên lạc với là cái nick của Hải luôn đó. Là ngày hai mấy chị? Là 26. Là đi cái mất tích luôn hả? Mất tích luôn. Đi mấy giờ chị? Đi là trong nhà nó đi ra là 6 giờ 8 giờ 17. 8 giờ 17 phút. 17. Tại nó lên xe gác tới bà mở camera đó là thấy luôn. Con chị trước khi đi có đem theo tài sản gì đi không chị? Nó không có cái gì hết, chỉ có cái điện thoại thôi. Chị. Tắt. Chị đưa điện thoại cho em. Tiền nữa rồi chị cho em biết này, con chị đi bao nhiêu phút hoặc bao nhiêu thời gian thì gia đình chị nhận được cuộc gọi là con chị là khoảng năm giờ chiều đó, lúc mà chở 5 giờ trở lại đó, năm giờ trở lại thì trong khi đó chị quản hết trơn, chị cũng không có dòm là bao nhiêu phút nữa, hoặc trong vòng 5 giờ chiều á, trong ngày đó luôn là cái ở nhà báo tin, thằng em bạn gì nó báo tin là nói bảy Hiền Hải nó bị vụ bán Campuchia rồi. Trời. Cái là chị cũng không có tin nữa, chị nói nó mới đi sáng mà làm sao biết tin được. Rồi người cái đồng ý tá nói là cái ông vợ nó, tại vì đằng đó là biết cái nít của ông vợ nó là về gửi về cho vợ nó, thành ra là vợ nó mới gửi về cho mình là nói mẹ dạng dạng vậy đó. Cái mới là nói cái mình cũng không tin, mình nói thôi để lên trên đây coi sao. Là mà trong cái ngày 26 bị là 27 thì mình đi rọt lên thành phố trở lại, thì mình cũng có nhờ là công an nhất ở ở thành phố đó. Yeah. Mình cũng trình báo, tại con mình mất trên 24 giờ là mình phải trình báo. Yeah.
thì như anh em theo dõi thế nào thì mình cũng không, đó mình cũng không biết đó, mình cũng nhờ rồi sau này mình mới nhờ lại, nhờ mình thấy hết hết cách rồi, giờ là nhờ lại anh Hải là điều tra hay là tìm tin tức của con giùm. Chị cho biết này, gọi là chị hiện nay là theo chị chia sẻ này là con chị đã từng quen với một người phụ nữ, hiện nay là có con rồi, Con ở chung luôn, hiện giờ nó cũng đang ở bây quê giờ luôn. đang ở chung chị luôn, Dạ. bây giờ là có là gọi là con dâu đi ha, con Dâu dâu thì luôn hiện chứ. nay là chưa biết thông tin chồng chính thức ở đâu. Dạ, chưa biết. Chọn chị được người cháu nội là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu nội nó mới có 10 tháng à. Rất nhỏ. Nhỏ, còn nhỏ. Nó thấy khó khăn quá, nó nói mẹ ơi, con đi con làm phụ mẹ. Nó có gửi tin nhắn vậy, nói mẹ để con đi làm phụ mẹ nuôi nuôi con. Mà cái đó là mình không biết là nó bị ép buộc hay là nó nói thì mình cũng không biết. Cái là mới nói được nhắn tin trở lại, giờ đó không biết, không không hết cách rồi mới nói là thôi con đi về đi, con không mẹ không cần con nuôi đâu, không cần con phụ mẹ đâu. Chị Trâm hỏi chị được mấy người con? À, nói con chung anh em ruột nó là ba hai, hai chị gái, nó là út trai, rồi chị với cha của nó là ly hôn hồi hồi từ hồi năm 2011 tới giờ, là nó sống ba đứa lớn rồi, là em nuôi hết. Em mới là ở với ông sau là được đứa là 6 tuổi rồi, nó là hiện giờ nó cũng ở chung, giờ là hai đứa nó, hai đứa nhỏ là ở chung với chị đó. Ơi, đời Ừ, quá khổ lắm. đó. Vậy là bởi vậy mẹ nuôi con không, đến đây mẹ không nổi, nuôi không nổi nữa mẹ, để con đi đi bằng phụ mẹ. Thấy gia đình hết cách rồi, giờ kìm cầm vậy số tiền đâu mà lớn mà để chuộc nó vậy. Bây giờ con chị báo tin ấy là cái cuộc gọi cầu cứu là bị dụ, bị bắt cóc là ở đâu chị biết không? Cái như là cái tin tức là nó không nói luôn, nó không không dám nói, Không dám nói hả? không nói là cái bữa đầu á, cái bữa đầu nó nói là cái ngày là một tay có khoảng đâu 1 2 giờ gì đó là cái tin nhắn hiện về. Cái lúc đầu á là cái tin mấy cái tin nhắn là nhắn với vợ nó là tống tiền thôi, mà không phải là nó Tổng bao nhiêu chị? tống tiền, mới đầu á là một nói 100 triệu, Ôi trời ơi. mà là nó gửi ba cái hình ảo rồi nó nói là nếu mà mày không chuộc á, vợ chồng mày á là chồng mày như thế này nè, ngày mai á là tao bỏ chồng mày vô cái thùng, là nó nói với dâu mình đó, chứ nó không biết số mình đâu. Rồi cái nói là nếu mà anh biết anh cho tôi chuộc chồng tôi phải nghe tiếng thấy hình đó làm tôi mới tin. Nó nói thì chuyển tiền trước đi rồi nó mới cho thấy hình sau, rồi nó nói vậy đi chạy đưa đi đưa là biết ảo rồi. Cái trong cái ngày mà một tay một ngày một mình đó là nó mới điện gì, nó mới nhắn tin đã nói mẹ chúc con điện mẹ chứ mẹ đừng đừng con, là cái một hồi cái chụp một khoảng 1 tiếng hơn mấy đi sau cái nó gọi gì luôn, nó nhắn tin, nó nhắn tin cái cũng nhắn qua lại con lại cái nói giờ con gọi cho mẹ thấy hình đi, nó cũng gọi luôn mà thật sự gọi mà không biết cái điện thoại của nó là của ai thì không biết. Nó gọi thì chỉ là ngang đây thôi chứ không có cho thấy khúc Không thấy dưới, mặt. không thấy mặt, thì chỉ là thấy ngang cái này thôi nè đó. Rồi mới nói Nhưng hơn mà chị giờ nghe thấy tiếng đúng tiếng con chị không? đúng nó luôn, nó luôn là cái đầu cái hồi cái như ở trong nhà cũng mừng quá, người này được kia gọi điện gọi cái hình tặng cho thấy hình nó qua cái điện thoại gì đó, là nói xong về nó nói mới đầu nó hồi nó làm rồi, nói con như là con về được không, nó về thì chuộc tiền nhiều lắm mẹ ơi, cái mình cũng tính là chút đỉnh thôi, thì nó hỏi bao nhiêu tiền con, nó nói từ 100 tới lên Trời đó, từ 100 tới lên. Cái em mới nói là một thì mới đầu mình nói là bằng cách nào mẹ cũng chuộc con hết, thì một hồi nó nói 100 tới lên thì bắt đầu táo hỏa rồi, nó ở đầu ở nhà thấy cũng mừng, nó thôi để con làm đi thì thôi, nó nói để nó làm đi thì thôi mẹ ở nhà với vợ con đi chứ con đi làm, thì mình nói vậy thôi thì thôi, nói thôi để không ấy thì con làm được thì con làm đi chứ giờ chuộc thì chắc không có tiền chuộc, thì nó nói mình vậy thôi, cái mình nói thôi để mẹ với con với vợ con đi về quê đặng ổn định đặng sắp xếp rồi hả lên đi làm đó, rồi mới đi về quê khoảng ghé xe ghé nhà 12 giờ là 12 giờ mấy 1 giờ trở lại là nó gọi về, nó nói mẹ con muốn về giờ mẹ có tiền kiếm tiền chuộc con đi đó, nó mới ngày qua nó đòi mặn mà tự nhiên bữa nay cái bữa sau lại nó đòi kêu chuộc, là trong 12 tiếng hồ thôi Vậy là theo gia đình mình cung cấp ấy, là con chị hiện nay đang bị nhốt, bị tống tiền. đó. Nhốt có dạng nhưng nó nhốt thì nó không có nói nhốt, mà chắc nó không dám nói nhốt đâu, tại vì chắc có người sống kế sau lưng, Đúng rồi. thành ra nó nói là con đi làm
bình thường, ăn uống bình thường, có quán ở bên luôn, căng tin đồ với siêu thị là bên bên luôn, là ăn uống bình thường đó. Rồi cái mới mới nói vậy thôi, vậy mình thấy con mình bình thường mình cũng yên tâm rồi. Cái bữa sau lại cái là nói kêu chuột về đó thì táo quả rồi. Bây giờ chị nghe số tiền mà trên dưới 100 triệu lớn hay nhỏ đối với chị? Đối với chị lớn luôn, đã nó biết là gia đình được không có khả năng nuôi nuôi vợ nuôi con nó nữa là nó mới đi làm. Nên nó thấy giao nước suối không mà 1 tháng 10 triệu, 8 9 triệu, 10 triệu bao ăn ở nữa. Rồi á nó nói cái nó mới kêu á thôi để cho con mặn đi rồi mẹ con làm đặng phụ mẹ. Nó nói vậy. Thì mình cũng để cho nó làm. Nghe là Mình đâu ham có ha, ngờ. nghe là tưởng là kiếm được nhiều tiền về nuôi vợ nuôi Đó, con nuôi gia đình đó. nhé. Dạ, nhưng mà bây giờ nếu mà phải chuộc à, trên 100 triệu thì gia đình 120 nó ra 120 luôn. Bây giờ chị hai tới 120 giờ chị cũng hết cách luôn á. Giờ mới thế vậy nhờ là gia đình mình có tiền không? không có Trời, tiền. mình ở quê có nhà không chị? Có nhà thì có cái tổ, con chim này về phải có cái tổ chứ, Trời bán đặt ơi. tiền thì bán bây giờ cũng không không mấy nữa. Giờ Bán liệu cũng có người mua không? bán giờ Tết nhất ta cũng mua luôn. Bây giờ mới nhờ bên anh Hải nên cộng đồng mạng giúp đỡ giùm Con chị chứ. trước đi làm về hàng ngày có đem tiền về nhà nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình Có không? nuôi Có vợ luôn nuôi hả? con luôn, có. Trời ơi. Nó 1 năm nay là chỉ là nó có con có vợ là mình mặn, nó mặn nhiêu mình cho vợ con nó lấy hết. Rồi như trong khi đó hồi trước khi nó chưa gặp vợ á thì nó có nó mà tiền bạc là có đó nó về nó đưa mẹ, mặn nhiêu là về đưa hết, đi đâu là xin thôi. Rồi tí nó có vợ rồi nó mình kệ đi, con nó có vợ rồi nó ra lo cho vợ con nó, có khi có tiền thì nó cũng cho mình cái gì đó. Mà đến giờ phút này là bạch vô âm tín luôn. Đặt vô âm tín luôn là Trong vòng 10 ngày qua con chị gọi cho chị hoặc thông tin cho gia đình, cho vợ, cho con được mấy lần rồi? nó gọi là ngay bữa một tây đó, bữa một tây dắt dắt ở 1 giờ mấy 2 giờ, nhưng nó thấy nó điện về mừng quýnh trơn cũng không biết là giờ đó là trên 1 giờ thôi, 1 giờ khuya hả? 1 giờ sáng trưa này nè, À 1 giờ trưa 1 giờ trưa hả? nè. Cái mình mới nghĩ là chắc bữa nay chắc lễ rồi là gọi được gì được, mình nói vậy đó đó. Không ngờ vậy rồi Bây giờ thì nghe chuột giờ cũng gói luôn. chị về đây chia sẻ thông tin này. Em nghe câu chuyện chị rất buồn, cũng là vì hoàn cảnh thôi, nhưng không ai mong muốn là con mình đi làm ăn để lấy tiền để nuôi vợ nuôi con và phụ giúp gia đình, mà đến giờ phút này nghe thông tin là nói là bị nhốt bị chuộc cả 100 triệu hơn 100 triệu đó, thực sự là rất khó khăn đối với chị. Giờ ở quê mà biết ở quê mà làm gì mà có không có tiền, rồi nó mới đi là đi đi làm mới có tiền 100, 120 triệu thì nó nhà rồi. Giờ bung ra chuột mẹ chuột con 120 triệu giờ cũng hết cách luôn, Vậy là bây giờ nếu mà để chuộc là nhà mình không có cách nào để chuộc. không có cách để chuộc luôn, không bao giờ có cách để chuột Vì luôn. vậy nên phải cầu cứu cộng đồng mạng đúng không? Dạ cũng có ông mạng và anh em bên Hải đâu nhìn giúp đỡ, mình chia sẻ giúp đỡ giùm chứ giờ hết Khổ cách. quá. Bây giờ trong thời gian vừa qua thì phải nói là em nói thật với chị là rất nhiều các trường hợp giống như con chị này bị bán, bị dụ. Vì nói chung là một số người là ham tiền và một số người thì có thể là vì hoàn cảnh khó khăn đi kiếm tiền và đi thì bị trúng dụ vào các đường dây môi giới tìm việc làm. Con gái thì có thể bán vào các trung tâm massage, karaoke, bán bắt ép ép với giấy có thể là 10 triệu đến hàng trăm triệu, và con trai thì có thể là bán ở Campuchia, bán nước ngoài cũng số tiền cũng chuộc phải đến hàng trăm triệu. Có nhiều trường hợp này trốn ra ngoài thì anh em cứu được mà không trốn được thì phải nói là thực sự rất khó khăn đó. Mà tiền kinh tế thì anh em nói thật là đi giúp người mà miễn phí chị hình dung không? Thế vì vậy cho nên là để mà giúp từng trường hợp một mà trường hợp nào cũng giúp thì nó vô cùng rất khó khăn đó. Cái hồi ngày kia nó điện về nó nói mẹ rồi sao mẹ mấy mà mẹ ngày nào mới có tiền đâu, mẹ hứa con hứa ngoài này. Cái nói trời Hải con biết là ở nhà làm gì có một khoảng 120 triệu mà hứa cho con tiền trong túi người ta mẹ dai mẹ mượn được thì mẹ chuộc con về chứ chứ sao giờ. Nó nói mẹ không chuộc con là mẹ hứa bậy là tao quăng con ra ngoài, Trời ơi. nhưng hứa hứa mà không không nghe cái ngày đó đó, tao quăng nó ra ngoài là người khác chở đi, Là chở đi đâu là mình không biết nữa. dở đâu cũng không biết. Chị có sợ là con chị không? Sợ chứ, như cái ngày mà lúc mà cái ngày 26 nó mất là trong cái tới cái ngày một tây á là chị không ăn không ngủ gì hết luôn, ở nhà mới khuyên chị là ăn uống đi, chị là uống nước thôi. Tới cái bữa một tây là tới chịu đó, là nghe nó nói là nó mặn là chị mới ngoan ngoai được ăn được chén cơm. Nó kệ gì cháu đó gì với chị nó đồ nói hồi giờ nó mà nghe nói tin nó vậy đó là mừng người ăn đi mới gắng ăn được chén cơm.
mới vừa lên xe về tới dưới cái quê á là báo tin nữa, là rồi từ hồi bữa mà báo tin tới giờ là bốn bốn ngày đó, là chị không có ăn cái gì luôn á. Dáng ăn thì chuyện gì nó đến chị nhá. Chị là chị có con trai rồi, nó không được bình thường như người ta, nó mắt nó có tật nữa. Trời quá đi, thương vợ lấy vợ sớm dữ vậy. Tại vì nó đi làm nó rồi nó gặp á, rồi nó ở mà cưới á, anh thấy cưới còn chưa có tiền cưới nữa, cũng tính làm có tiền đang làm đám với hai đứa nhỏ mà kiểu kiểu như này rồi bây giờ đi chuộc nó, cái bằng cách nào của chị cũng không biết làm sao, nó mới về nhờ anh Hải đang cứu giúp chứ làm sao. Rồi em mời chị bây giờ này, chị hãy lên tiếng nói chuyện rõ ràng trên video này, hy vọng là con trai chị xem được, con trai chị bình tĩnh để chờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm cách khắc phục để giải cứu con chị quay trở về cùng với gia đình, cùng vợ cùng con. Mời chị lên tiếng, Anh nói Hải hả? chị nói con, nói tên con chị nói con chị để con động viên an ủi con chị đi. Hải ơi, gắng làm, gắng gắng ở đó đi, rồi để mẹ nhờ chú Hải rằng cứu giúp con, đừng 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 giúp mẹ, đừng cứu con về, dù con về chứ giờ mẹ là ở nhà là cha với mẹ là hết cách rồi, chị em con là không có ai có tiền hết trơn, mẹ cầu cứu hết trơn, ở sớm không ai có hết, giờ cho mẹ phải nhờ chú Hải đặng với cộng đồng mạng đặng giúp mẹ, đặng cứu con về, cứu con không được rồi mẹ cũng chết luôn. Hôm nay chị đi về đây cùng với những ai? Như ở người ở trọ thôi, sáng là thấy là yếu, sợ mình sợ đi đường xỉu thì Thấy bây giờ tội thôi mọi chị người đi đi theo, ở ở trọ là ai cũng khuyên là ăn uống đi, ăn uống vô mới có sức. ráng ăn đi chị nhé. Chị ở ở dưới quê mới lên ngày hôm qua đó, rồi là lên là kiệt sức luôn. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em mình xin Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm con trai. Hiện nay thì theo thông tin chị chia sẻ thì con chị đang bị gọi là bắt cóc tống tiền Đóng tiền, đang đóng tiền. hơn 100 triệu, mà chưa Dạ. biết là chính xác là con chị đang ở đâu. Không biết ở đâu, không có địa chỉ gì nào hết, không cho địa chỉ gì hết. Thì hôm nay chị về để chia sẻ cái câu chuyện anh em nghe, thấy là thực sự là rất thương cho hoàn cảnh của chị. Thì anh em sẽ xin phép đăng tải tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết là thông tin chính thức con chị ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương, hoặc để tìm cách để cùng gia đình mình có hướng để giải quyết để đưa con chị quay trở về cùng gia đình chị nhé. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái trường hợp phải nói là vô cùng là rất đặc biệt. Trong thời gian vừa qua đã rất nhiều các trường hợp giống như thế này, từ trai gái, từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, từ ba mấy bốn mấy vẫn bị gạt vì nhiều lý do khác nhau, vì cuộc sống gia đình khó khăn hoặc vì công việc. Vì vậy cho nên đến giờ phút này rất nhiều người bị gạt trong nước ngoài mà số tiền chuộc phải là tiền hàng trăm triệu đó. Đây cũng là một cái minh chứng, một cái bài học, hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai có con em chúng ta hãy cảnh giác hoặc nhắc nhở tránh tình trạng bị dụ, bị lừa đảo hoặc bị buôn, bị bán như thế này thì thực sự rất khổ đau. Có nhiều trường hợp con đi không có ngày trở về đó, mà trở về chỉ có thực sự là có đắm cho tàn, nhìn rất tội nghiệp. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin gửi lời chào để chúc sức khỏe anh chị cũng như là toàn thể gia đình chị, kính chúc chị luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được thông tin con chị đang ở đâu để giúp con chị quay trở về cùng gia đình chị nhé. Kính thưa cô chú nhị bạn, thì hiện nay là cái cuộc trò chuyện này cũng không có dài nhưng có thể là chia sẻ này cũng đủ nghe. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức bé trai này đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thẩm Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em sẽ tìm cách để giải cứu bé trai này quay trở về cùng với mẹ già và các con thơ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.